Chào bà con và các bạn. Thì cũng lâu rồi thì kênh Vinh Heo Rừng chưa thực hiện các video về ẩm thực. Thì hôm nay nhân tiện có nhiều bạn hỏi là các gia vị mà Tây Bắc dùng để ướp cho heo quay là gia vị gì. Thì hôm nay tôi cũng thực hiện cái video giới thiệu về các loại gia vị trên. Thứ nhất là gia vị đầu tiên ha, là đây là tiêu lốt hay gọi là tiêu lốt đó. Cũng có mùi nồng và the the như các loại tiêu bình thường thôi, nhưng mà có công dụng là trị được các bệnh về tiêu hóa và có hương thơm nồng rất đặc trưng. Rồi cái loại gia vị thứ hai là hạt mắc mật ha. Này là hạt mắc mật chứ không phải là cái lá mắc mật nha các bạn. Vì cái này có mùi chua chua, có vị chua chua thanh này, rất là kích thích vị giác. Rồi cái loại thứ ba là cái hạt mắc khén. Hạt mắc khén này thì có mùi hơi nồng the the, thì sử dụng cho các loại món nướng như là cá nướng hay là thịt nướng, vịt quay gì đó. Rồi đây là ba loại gia vị mà ở Tây Bắc mà chúng tôi chủ yếu là để ướp cho heo quay. Có ba loại gia vị này rồi thì sẽ xoay nhuyễn trộn với một số các loại gia vị thông thường của mình khác, như là muối, đường, bột ngọt nha, để cho ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh là này nè. Đây đây là sản phẩm hoàn chỉnh, đây gia vị để ướp heo quay và heo nướng. Nó có các loại nhiều hạt mắc mật, mắc khén, rồi hạt tiêu lớp và muối, đường, bột ngọt, theo cái công thức của công ty đã nghiên cứu và chế biến ra ha. Rồi đó, đây là ba loại gia vị. Rồi thêm nữa là loại hỗn hợp. Rồi sau khi đã giới thiệu ba cái loại gia vị thì các bạn đã biết về thông tin cũng như là cách chúng tôi ướp cho quay nhé. Thì các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ video và đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn cũng muốn thưởng thức món heo quay này nhé. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.